Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát, phương thức, trình tự, thủ tục, thời gian, thời hạn thực hiện hoạt động giám sát, tiêu chí lựa chọn nhập vấn đề chất vấn, giải trình. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật. Tuy nhiên, về việc bổ sung điều khoản quy định tiêu chí lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng. Nên quy định theo hướng là quy định nguyên tắc, không nên luật hóa các nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về những nội dung chất vấn. Nó vừa đảm bảo cho hiện tại và cho cái quá trình tổ chức thực hiện trong cái vận động của xã hội, cuộc sống thì nó cũng còn rất nhiều nội dung mà trong cái hoạt động giám sát về chất vấn cũng cần phải tiếp tục thay đổi, đổi mới. Chỉ quy định trong luật về nguyên tắc việc bổ sung này thôi. Thế còn vẫn giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành mấy cái hướng dẫn, mấy cái nghị quyết về tiêu chí chất vấn, tiêu chí giải trình, tiêu chí giám sát chuyên đề rồi. Thì ta kế thừa cái đấy và không luật hóa những cái thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào luật. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, giám sát phải đúng, trúng, trọng tâm, trọng điểm những vấn đề Đảng, cử tri và nhân dân đặt ra cho Quốc hội. Giám sát phải làm cho đối tượng được giám sát tâm phục, khẩu phục. Người ta thấy đoàn giám sát đến là người ta mừng, người ta vui, vì chính cái đoàn giám sát này chỉ ra những cái mạnh, những cái hạn chế và cái giải pháp để mà thực hiện trong thời gian tới. Tôi thấy là cái hậu giám sát là quan trọng nhất. Khi mà đoàn giám sát rút ra những cái kiến nghị đề xuất, ai làm, thực hiện như thế nào, bao giờ xong, là nó phải có một cái địa chỉ và có một cái thời gian nhất định. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu rà soát sự phù hợp của dự án luật với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu bổ sung làm rõ, hoàn chỉnh hơn các khái niệm về giám sát theo hướng ngắn gọn, tập trung trọng tâm trọng điểm, đồng thời xác định đầy đủ các nguyên tắc cần thiết trong hoạt động giám sát, vấn đề lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm cũng như các tiêu chí chọn nội dung giải trình.